Thưa quý vị, sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự, về phía Trung ương có đồng chí Trương Quang Quài Nam, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương, ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại sứ tổng lãnh sự các nước Ấn Độ, Lào, Nga, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc. Về phía thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đại hội đánh giá kết quả các hoạt động của nhiệm kỳ qua, nổi bật là trong công tác tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, công tác xúc tiến, vận động viện trợ phía chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại và xây dựng phát triển tổ chức. Theo đó, thực hiện và vận động khoảng 85 chương trình dự án, phi dự án với tổng giá trị gần 17.800.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 436 tỷ đồng. Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo phương châm hoạt động của nhiệm kỳ 2024-2029 là chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, thông qua điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được sử dụng chung cho toàn bộ hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương, tiến hành bầu ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhiệm kỳ năm 2024-2029, gồm 41 thành viên, trong đó ban thường vụ Liên hiệp là 13 người. Nhiệm kỳ mới sẽ mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, chú trọng thúc đẩy quan hệ chiều sâu với các nước láng giềng và trong khu vực, củng cố quan hệ bạn bè truyền thống, chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác, tăng cường các hoạt động hữu nghị và hợp tác giữa các tầng lớp nhân dân, các nước thành viên trong khối ASEAN với nhân dân thành phố Cần Thơ.